lên full cho 50 cho quay RS FI tại tiệm sửa xe Khánh. Máy đang tháo ra để lên full cho 50 nha anh em. Lên full cho 50 làm máy này luôn em, chạy mạnh bền bốc tiết kiệm xăng. Đi xa đi tour đi phượt vô tư. Anh em nào muốn làm xe cho mạnh bốc tiết kiệm xăng cứ qua tiệm sửa xe Khánh ha. Quay RS FI 110 lên full cho 50 để đi tour đi phượt. Đi xa nha anh em. Bền mạnh bốc tiết kiệm xăng. Anh em tới địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2 phường 2 quận 10 nha anh em. Khánh có nhận làm hết cho anh em. Còn ở xa thì liên hệ Khánh. Số điện thoại Khánh 038-9910-535. Nhận ship hàng gấp cho anh em. Có nhận xe làm cho anh em rồi gửi lại xe cho anh em ha. Anh em cứ liên hệ Khánh để gửi xe. Khánh nhận xe và làm cho anh em. Quay RX FI 110 lên full 150. Đây, chào tất cả anh em ha.